mỗi năm hoa đào nở. Ông đồ già Vũ Ngọc Kỳ, vốn được người Hà Nội biết đến với bút hiệu Nam Phương, sẽ lại bắt đầu khai xuân với lễ thắp hương cho thầy của mình. Người thầy của ông đã có 20 năm theo học và 10 năm cắp sáp, cùng đi viết chữ đầu xuân khi thầy còn sống. Trước di ảnh của thầy, em cũng kính cáo bức thư pháp chữ tâm với nội dung như sau: tâm như minh kính, tấm lòng luôn trong sáng như gương, trí tuệ cao sơn, ý chí luôn kiên định vững chắc như núi cao để vượt qua mọi khó khăn và để thể hiện con người hội tụ được cả đức tài hội tụ trong người. Tôi mới mất đến nay đã được 3 năm, mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn cứ dịp Tết đến xuân về thì đều đến thắp hương, kính cáo thầy và hứa với thầy cố gắng rèn luyện, học tập, luyện tay bút để lại mang cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam phục vụ nhân dân trong dịp Tết đến xuân về. Tục xin chữ đầu năm của người Việt không biết bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng mỗi khi hoa đào nở, người Việt lại muốn gửi gắm vào từng con chữ như phượng múa rồng bay, ước nguyện năm mới đến. Và tìm đến thầy đồ, văn hay chữ tốt còn là minh chứng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Bên cạnh những chữ chủ đề, ông đồ thêm vào những lời đề từ có hàm ý chúc phúc cho người xin chữ. Người dân thông thường tìm đến những ông đồ có tài có đức, mà nói theo giọng cổ là đức cao vọng trọng. Thế rồi để xin những con chữ cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân mình, đến với sự nghiệp của mình, đến với gia đình của mình, đến với đơn vị của mình công tác, một năm mới hanh thông gặp nhiều thuận lợi. Tôi đã hoàn thành bức thư pháp gửi tới gia đình quý khách. Đây là bức thư pháp chữ An. Chúc toàn thể gia đình ta bình an. Ở dưới có 8 chữ như sau: an khang thịnh vượng, yên ổn để dẫn tới khỏe mạnh, khỏe mạnh rồi dẫn tới vững chắc và phát triển. Là đời con đời cháu là chí ít phải bằng và phải vượt lên đời cha đời ông mới là thịnh vượng. Thế rồi như ý cát tường là chúc cả gia đình ta đón nhận điềm lành đến như ý mong muốn quanh năm. Và đây là cái điều mà bất kỳ một người nào cũng mong muốn, yên ổn đầu tiên, rồi để có sức khỏe, rồi có sức khỏe làm ăn để nó vững chắc phát triển và để đón nhận nhiều điềm lành đến. Mực tàu viết trên giấy đỏ, bởi màu đỏ vốn là màu rực rỡ nhất, biểu tượng cho sự may mắn. Người tìm đến con chữ lại mang những vọng riêng của cá nhân, nhưng hòa cùng vạn vật, ước mong một năm mới thắm tươi như sắc đỏ của trang giấy mà ước nguyện đầu năm.